Xin chào bạn, đây là một trận đấu 2-2 và một trong những cái trận đấu mà mình hiếm hoi cũng gặp người Việt ở đây, là một trong những cái trận đấu mà các bạn có thể thấy là có sự hiện diện của trên biển và chúng ta cần phải nhanh tay để lên trên biển. Phòng thủ biển là một trong những cái chiến lược mà chúng ta cần quan tâm khi mà nếu mà chúng ta mất hết đường vào biển ấy, thì chúng ta coi như phần đất liền chúng ta lui sâu vào trong cũng không còn có ý nghĩa khi mà bản đồ này nó có giới hạn. Ở đây chúng ta sẽ cần phải nhanh chóng đẩy nhanh lên và sản xuất ba con lính luôn. Kèm theo đó là mình sẽ thêm cái nhà máy nước nữa và thêm con lính nữa, di chuyển sang những cái vị trí đã được định sẵn. Có lẽ là xe này nó sẽ đi chậm hơn, mình sẽ cho nó ra khu phía sau, mình sẽ sử dụng thêm lính trinh sát và xem lượng pin của mình sạc vào hay không. Đi theo lính trinh sát thì vẫn đang được sử dụng. Chúng ta cũng nâng cấp nhà lên rồi bắt đầu lên thêm trên biển thôi. Mình sẽ sản xuất hải quân mà xem lại pin điện thoại chưa vào 10% luôn các bạn ạ. Tại sao nó sạc này rất là khó khăn sau khi một loạt sự cố, ví dụ như là điện yếu không vào điện, và hiện tại thì cũng đã ổn định trở lại rồi. Bây giờ mình đang tấn công vào những cái phía bên tàu của họ và mình đang sử dụng những tên hải quân tấn công. Mình sẽ phải làm hợp đồng trước radio này, xuất xe quân sự thêm 3 cái. Bốn rớt bằng đề lai gòn của là
Thank you.